Em mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Tiếp tục hôm nay em sẽ cập nhật cái tình hình giá lúa mà những anh chị đã thông tin lên kênh của em nha anh chị. Thì trước khi mà em vào cái nội dung em cập nhật thì em cũng nhắc lại ha. Thì anh chị nào mà muốn đưa những cái thông tin thì anh chị sẽ là điền cái địa phương của anh chị cũng như là cái giá lúa hiện tại vô cái phần bình luận ha, thì em sẽ cập nhật cho anh chị nha. Rồi thì em sẽ cập nhật là cái giống lúa Getmin ha của bạn là Việt Đức nè, bữa nay là ở Dòng Viền, Kiên Giang là 7.800 nha anh chị. Đó thì bạn này cũng có bình luận trên cái kênh của mình ha, và mình đã cập nhật ha. Rồi tiếp tục là một bạn tên là Cường Danh 3598 ha, bạn này bạn ở Dòng Viền, Kiên Giang luôn, là lúa là Đài Thơm 8 là 7.700 nha anh chị. Thì nó cũng nằm ở cái mức giá khoảng đâu là ngày hôm qua ha, ngày hôm qua em cập nhật là giá lúa của mình nó cũng tầm là khoảng đâu là 7.000 cho đến 8.400 nha anh chị. Rồi tiếp tục là bạn là Phạm Thị Ngọc Duyên 6455 ha, bạn này bạn nói là bạn ở Gò Công Đông nha bạn ha, và bạn nói là cái lúa làng nàng hoa của bạn á, là tức là cái lúa thơm nhẹ đó là 8.500 nha anh chị ha, lúa ở Gò Công là khá là cao ha. Rồi tiếp tục là bạn Bùi Duyên vậy nè 4997, bạn nói là bạn ở Châu Thành Đồng Tháp lúa là 202 là giá là 7.000, nó khá là cũng ổn ha. Tiếp tục là câu bình luận của anh là user 4X ha, anh này anh nói là Đài Thơm 8 và OM 18 là 7.500 nha anh chị, và cũng như là một số thông tin từ những bạn khác nè, bạn này bạn ở Gò Công là Đài Thơm 8 là 8.500 nè. Rồi mấy bạn bình luận mà bạn ở Hậu Giang là 7.600 nha anh chị ha, giá lúa thì tầm khoảng đó. Tiếp tục là em thấy là câu bình luận của anh Nguyễn Văn Hồng ha 7257 nè, anh này anh nói là ảnh ở là Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp là giá là 7.000 một ký nha anh chị ha. Đó thì em cũng cập nhật cho những anh chị ha. Thì ở đây là những cái câu hỏi bình luận khác ha, nhưng mà không có cập nhật về giá nha. Như anh Lâm Hải là 5171 nói là hôm nay Tân Hiệp là 7.600 nha anh chị, thì tầm khoảng đó nha anh chị ha. Thì có những cái thông tin gì mới thì em sẽ cập nhật liền cho anh chị nha. Rồi em cũng xin được mến chào.